Hello, xin thân ái chào tất cả anh em theo dõi kênh của mình nha. Hôm nay mình trả lời câu hỏi cho anh em trong cái video này. Có một câu hỏi là anh ơi cho mình hỏi mình có nên dùng hai cái EQ riêng cho micro và cho nhạc hay không? Và theo em thấy thì nếu mình dùng chung thì một EQ thì nó có thể ảnh hưởng chung đến một trong hai cái nguồn âm này mà mình không mong muốn. Ví dụ như mình chỉnh EQ cho nghe nhạc được thì micro nó không có tốt. Chỉnh EQ theo micro thì cái nguồn âm của nhạc nó không tốt. Thì đây là một cái vấn đề là cũng rất là nhiều anh em quan tâm. Thì mình xin trả lời. Ở đây anh em hỏi ở cái góc nhìn của cái người đặt câu hỏi này có thể là đồ sử dụng đồ cơ, đồ analog anh em. Thì anh em mới hỏi câu đó. Thì cái EQ laser tức là cái phạm trù anh em hỏi ở đây nó là một cái EQ 30 cần, tức là Graphic EQ, GEQ đó. GEQ là gì thì anh em xem lại cái video mình phân tích về các thuật ngữ equalizer thì anh em sẽ hiểu. Thì mình đặt câu hỏi ở đây là cái GEQ này nên sử dụng cho micro hay không, hoặc là nên sử dụng cho nhạc riêng hay không, hay là sử dụng chung cho cả hai. Thì phân tích cho anh em chân thành anh em hiểu như này. Nếu cái micro mình chỉnh trên cái mixer cơ của mình thì nó có Graphic EQ, hoặc là nó thêm cho mình một điểm mà Parametric EQ, nó chỉnh tần số nghe ổn định để mình nắng ra cái chất tiếng của cái micro đó rồi. Đó. Thì sau đó chúng ta mới chỉnh tới cái đường nhạc. Thì hai cái đường nhạc và micro này chúng ta đều chỉnh Parametric EQ hết. Đó. Chỉnh cho nó ok, nó nắng đâu đấy rồi. Rồi xuống cái EQ tổng 30 cần này nè, chúng ta sẽ chỉnh master, chỉnh tổng cho nó. Nhưng khi anh em làm sẽ gặp cái hiện tượng hú rít hoặc là không mong muốn, thì chúng ta dùng cái cần tổng của cái Graphic EQ này chúng ta chỉnh thì nó sẽ ảnh hưởng chung tới cái tần số của nhạc nữa. Ý anh em hỏi ở đây là muốn chỉnh cho cái micro nó vận hành tốt, nó không hú, nó ít hú nhưng mà nó không làm ảnh hưởng tới nhạc. Nếu chúng ta cắt nhiều cái tần số, ok, mình xin trả lời xoáy sâu của chỗ đó là như thế này. Thì chúng ta nên dùng hai EQ, nhưng mà đồ rất tiếc đồ cơ là nó không có đủ. Ví dụ như bây giờ không lẽ mình dùng một cái equalizer như thế này, mình chỉnh cho cái nhạc tổng rồi, mình mua tiếp một cái nữa, mình insert vô cái đường micro, mình cắm vô đường micro, hoặc là mình cắm cái micro qua nó rồi mình chỉnh tiếp rồi mình out lên mixer đó, thì nó rất là tốn kém đó. Nó tốn thêm cho anh em, nhưng mà hỏi nên hay không thì nó là nên. Bởi vì trên cái mixer mình chỉnh 3-4 điểm EQ thì nó mới có chỉ nắng được cái chất tiếng của cái micro thôi. Chất tiếng tức là nó tạo thành cái micro này bass ấm chưa, chép ấm chưa, còn chi tiết từng tần số dư hay thiếu chỗ nào á, nó băm ra nhiều tần số nhỏ thì cái EQ 30 cần này nó làm tốt hơn. Nên thành chúng ta làm thêm cho nó một cái nữa để khi chúng ta cắt hú cái micro á, nó hư dư tầng này, nó hư tầng này, nó chói tầng kia, chúng ta hạ xuống, chúng ta giảm xuống, nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến cái nhạc. Cái nhạc này mình chỉnh tổng một lần rồi. Đó là cái vấn đề mình trả lời anh em là dùng hai cái thì nó chi tiết hơn, nó tốt hơn, nó ít bởi ảnh hưởng bởi cái EQ bên này bên kia. Nhưng nó cũng có một cái anh em cần lưu ý. Có nghĩa không phải là nhạc mình muốn chỉnh bao nhiêu chỉnh, chép bao nhiêu cũng được, và micro mình cắt hú là mình giảm hú là nó không hú đâu. Nó tốt đâu. Bởi vì cái micro là cái mô phỏng hoạt động của nó là nó thu tất cả những cái âm thanh phát ra từ hệ thống âm thanh. Nên thành nhạc anh em đẩy chép lên càng cao hoặc là bass lên càng dư càng ù trong khu vực đó thì bắt buộc nó phải thu lại trong cái đầu micro, dù ít hay nhiều nó phải thu lại. Nên cái việc chúng ta là người chỉnh âm thanh thì phải cân bằng. Mặc dù nhạc mình muốn nó không có ảnh hưởng nhiều nhưng nó phải tương đối. Ta cần cái bass chép của nhạc nó vừa phải. Rồi sau đó chúng ta cần cái chống hú cho cái micro, hoặc chúng ta chỉnh tinh chỉnh cái EQ cho cái micro mình, cái chất tiếng nó ưng ý. Rồi sau đó nó còn hơi hú ở cái tầng nào, hay nó hơi chói, nó hơi ù ở tầng nào, chúng ta dùng cái 30 cần để chúng ta hạ, chúng ta tăng giảm nó. Chứ không phải là mình cứ chỉnh cho cái nhạc chép nhiều lên rồi mình chống hú, mình giảm ba chép của cái micro xuống thì nó cũng không hợp lý. Thì để trả lời câu hỏi này thì nó chính xác 100% thì nó rất là khó, nhưng mà mình chỉ tư vấn và trả lời cho cái anh em hỏi cái câu này á, là nên dùng hai hay không thì mình trả lời là nên. Bởi vì cái equalizer riêng của micro thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta là tinh chỉnh từng cái tần số một, chúng ta hạ xuống, chúng ta cắt hoặc là chúng ta tăng lên. Còn mà cái equalizer mà 4 điểm ở trên mixer cơ hoặc trong mixer số, anh em nhìn thấy cái đồ thị chúng ta có thể vẽ, có thể kéo á, thì nó vẫn chỉ là cái chúng ta can thiệp chỉnh sửa cái màu sắc của cái micro đó thôi, hoặc là màu sắc của cái bản nhạc tổng đó. Còn tổng từng tần số băm băm nhỏ ra thì có cái EQ 30 cần là mình nên.
Đó, trả lời video ngắn cho anh em là hiểu về cái vấn đề này và trả lời câu hỏi này là có nên dùng riêng cái equalizer cho nhạc riêng, cho micro riêng hay không. Còn khi nào có để dùng thì cái đồ cơ thì anh em phải mua thêm. Ví dụ muốn dùng cái EQ 30 cần thì chúng ta phải dùng thêm nữa. Còn đồ số thì hầu hết trong những cái mixer đời bây giờ tầm 10 triệu là đã có hết rồi. EQ chúng ta có thể chỉnh cho master là tổng cái mixer, có thể chỉnh cho nhạc, có thể chỉnh cho micro đều được hết. Nên thành là đồ số nó tuy rằng nó giá nó cũng mềm nhưng mà cái lợi ích của nó mang lại rất là nhiều, đó là nó rất nhiều cái công cụ để chúng ta xử lý chúng ta chơi. Thân ái chào tạm biệt anh em nghe.